Hẳn là bạn đã từng cảm thấy thích mê ảo thuật với những màn biến hình, những pha trình diễn mạo hiểm đầy ấn tượng. Thế nhưng, liệu bạn có tin rằng chúng ta có thể làm giàu bằng môn nghệ thuật này? Có thể khó tin, nhưng đó là lựa chọn mà một bạn trẻ đã làm để thực hiện đam mê của mình. Chàng trai này là ai vậy? Hãy để chúng tôi giải đáp. Xin chào tất cả các bạn. Mình là Nguyễn Việt Hoàng, mọi người hay gọi mình là ảo thuật gia Di. Hiện giờ mình đang là chủ của cửa hàng ảo thuật Switch.vn. Mình đã mở cái cửa hàng kinh doanh này cùng đồng thời với cái thời gian mình bắt đầu học ảo thuật. Chính xác là cả hai việc nó đi song song cùng với nhau. Và mình cảm thấy là cái thời gian mình bắt đầu mình mở cửa ấy, thì mình nhận thấy là ở Việt Nam mình vẫn chưa có một nơi nào thực sự có thể cung ứng được cho người ta những sản phẩm ảo thuật tốt nhất, những sản phẩm ảo thuật mà làm cho người ta có thể cảm thấy an toàn khi sử dụng. Và đấy chính là lý do mà Switch.vn ra đời. Vừa kinh doanh, vừa sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm và kỹ thuật của mình cho khách hàng, cho cộng sự, Nguyễn Việt Hoàng đã khiến cho cửa hàng với số vốn 4 triệu đồng của mình trở thành một điểm đến hấp dẫn cho những người đam mê sự huyền ảo. Về chất lượng sản phẩm thì mình thấy chất lượng sản phẩm rất là tốt, thứ hai là giá cả cũng rất là hợp lý. Mình biết đến ảo thuật thì từ hồi còn nhỏ, đó thì hay xem trên TV, nhưng mà bắt đầu tập làm thì cách đây tầm 2-3 tuần thì mình thấy bắt đầu thấy hay, bắt đầu tập thì mới thấy mê. Khi mình làm ở đây rồi thì anh Hòa chỉ dẫn cho mình từ cái cách diễn cho đến cách giao tiếp với khán giả, làm nào cho nhìn cho nó thật nhất và khán giả tin rằng cái đấy là một phép màu. Tuy nhiên, không có lựa chọn nào là dễ dàng. Việt Hoàng cũng đã phải trải qua những rào cản nhất định để có thể theo đuổi được đam mê đặc biệt này. Khi mà mình đến với vấn đề kinh doanh về ảo thuật hay là đi biểu diễn ảo thuật thì khó khăn đầu tiên mà mình cảm nhận được đó chính là nhận thức. Bởi vì người Việt Nam mình ấy, khi mà chúng ta nghe đến từ ảo thuật mà đặc biệt là ảo thuật đường phố, người ta sẽ nghĩ ngay được là cái gì đó nhanh tay nhanh mắt, là một cái gì đó lừa đảo hay là lấy tiền của họ. Cho đến những cái thời gian gần đây thì mọi người bắt đầu hạn chế đi cái suy nghĩ đấy. Còn về vấn đề kinh doanh thì mình bắt đầu kinh doanh được hồi mình học cấp 3. Không thể quá tập trung vào việc kinh doanh được mà còn phải lo học cho thật tốt này. Nào là vấn đề xe cộ đi lại, thì như là đi ship hàng thì là hoàn toàn là phải đi xe đạp hết chứ cũng không có xe máy mà đi. Đó, hay là về vấn đề là vốn huy động thì nó cũng sẽ rất là khó khăn. Nhưng mà cũng may là mình cứ làm dần, cứ một thời gian là tự nhiên là mọi thứ nó cứ ổn định lại và bắt đầu nó có hệ thống. Và khi mọi khó khăn đã qua, mọi việc đã đi vào quỹ đạo, Hoàng đã có được một công việc thực sự, có lịch biểu diễn thường xuyên và có nguồn thu nhập khiến bất cứ bạn trẻ nào cũng mơ ước. Có những tháng lên tới 60 triệu đồng. Và quả đúng, không có gì là không thể, miễn là bạn dám theo đuổi đam mê.